trận đấu đầu tiên của xê đấu thứ 3 đã được bắt đầu. Bên phía Hà Nội có 2 Maxe, 1 Pan và 1 Greek. Đây là Roman. Roman có lẽ là của 9X đầu cánh. Summer của Yugi trong cánh. Egypt đầu cánh chán đời. Asi của 9X trong cánh. Như vậy là MOBA là Yugi cầm Roman đầu cánh. Trận này chúng ta sẽ theo dõi màn hình của Yugi. Trong cánh của anh là X-Men cầm Summer. Đẹp rồi, một voi và một quả phụ tìm thấy luôn. Quả chính 6 cây, quả phụ 6 cây. Một bầy hươu chính nữa là đủ đồ lên đời. Thêm đôi voi luôn. Một vòng nhà rất đẹp. Yugi lập tức câu một voi về. Vâng, một con voi đã nằm gọn ngay cạnh nhà chính. Bầy hưu phụ đã thấy. Như vậy đồ ăn đã thừa rồi. Một vòng đồ ăn đã thừa rồi. Tìm bãi vàng nữa là xong. Vâng, chưa đến một vòng luôn. Bãi vàng cạnh rừng luôn. Mọi thuận lợi ban đầu đang nghiêng về Yugi. Vâng, X-Men trong cánh ngồi ngay cạnh tôi, nghe bình luận mà đang mỉm cười mãn nguyện. Ba con voi đã nằm gọn ngay cạnh nhà chính, chuẩn bị đóng ép thôi. Cánh rừng rất đẹp. Vâng, chiếc ép được đóng ở đây. Gần như ăn được một cánh rừng rưỡi. Yugi tiếp tục bố trí lùa bầy hươu về nhà. Như vậy là anh đánh ít dân rồi. Không ăn quả phụ mà ép hươu và voi lên đời. Hai mươi hai dân Roman Yugi đã kích đời ở đầu 6. Một trận ép đời rất chuẩn của Yugi. Số dân ăn thịt gỗ được phân bố một cách hoàn hảo. Đã lên đời 2 rồi. Chuẩn bị đủ gỗ. Nhà của Roman rất rẻ. Đã đủ gỗ rồi. Đóng tiếp BL. Một trận đấu 9. Chín phút 23. 22 dân Roman Yugi đã kích đời. Vẫn còn nguyên một bãi quả phụ 6 cây chưa ăn. Đủ thịt xin giò rồi. Cắt dân gian quả phụ ngay. Ừ.
Vâng, như vậy là nhà Maxe ngay sát nhà X-Men và Yugi. X-Men đang ăn chung bãi quả phụ với Maxe 16 Tuti. Yugi ngay lập tức điều ngựa dò tới đó. Đã gặp dân 16 rồi. Tiếp tục đóng thêm một BL nữa. Ngựa dò đã được ngâm nâng công. Yugi đang dồn theo dân của Tuti nhưng không chọc. Để xem Tuti tới đâu. Mang chém tới chọc một thể. Nhà của Tuti khá nhiều đồ ăn hoang. Dò của Tuti đã tới rồi. Một dân của Yugi nằm xuống. Chém đã xuất. Đã tìm thấy bãi vàng của Tuti. Chưa bo bế. Yugi lập tức đều chém tới ngay. Nâng cấp bánh xe luôn để phòng bất chắc. Vâng, nổ rồi. Bãi vàng của Tuti như vậy là đã tù. Chết ba dân làm vàng. Đồng thời ba dân ăn hoang của Tuti cũng đang được dò thanh lý. Bốn dân. Tuti đã chết mất 7 dân rồi. Nhà của Yugi đang bị Tuti công. Một con dò chết, một dân làm ruộng ở nhà chính. Tìm thấy bãi gỗ rồi. Chém lọt vào là xong. Không được, không được rồi. Rất nhanh, Tuti bò nhà rất nhanh. Một chém của Tuti đang quấy bãi thịt ăn hoang của Yugi. Tuy nhiên gặp ba con ngựa chém. Con chém của Tuti đã bị thanh lý. Đã nhìn thấy bãi quả ăn hoang của màu năm lệ đêm trong cánh. Quân gì mà nhiều cung tê thế này. Vâng, lập tức điều chém đến thanh lý ngay. À vâng, dân của màu năm vẫn chưa có bánh xe. Thế thì chắc chắn là Maxe nữa rồi. Bên phía Hà Nội có hai Maxe. Maxe Tuti đầu cánh đánh chém và trong cánh lên cung. Đẻ rất nhiều cung tê để thủ. Đã lên được cung A hai áo rồi. Maxe Tuti đầu cánh đánh chém. Lại đem trong cánh đã khá khỏe rồi. Yugi chắc chắn bây giờ không thể vào được nhà 4-5. Bây giờ anh chỉ đi quản bản đồ thôi. Chúng ta sẽ đảo qua các nhà còn lại bên phía Liên Quân. Đây là X-Men cầm Summer trong cánh Yugi. Timeline hiện đang là 44, phút thứ 19. Còn đây là Egypt của chán đời đang công y vào nhà màu 7. Màu 7 tôm. Còn đây là AC. Vâng, AC của 9X đã dẹo rồi. Bị Linda chém. Như vậy là chỉ còn X-Men là người khỏe nhất bên phía Liên Quân. Hôm nay của Yugi là 30. Đang tìm cách công pháo vào nhà Maxe màu 5 lệ đêm. Chúng ta tiếp tục theo dõi màn hình của Yugi.
Vâng, rất đông chém của Tôm. Tôm đã đặt cánh đánh đầu sang phía nhà Yugi. Khá đông lạc đà cùng với một con cung R đứng bắn phía ngoài. Yugi phải ôm dân chạy thôi. Đồng thời ở phía nhà màu năm có rất nhiều cung A không thể công vào được. Lạc đà của màu 7 Tôm, lạc đà Pan quản bản đồ rất hiệu quả. Chúng ta sẽ chuyển sang màn hình của X-Men. Vâng, anh đang bị Max C của Tuti công vào. Khó rồi, rất đông y. Và cung Max, cung Summer không phải là cung tuyển. Không thể đỡ được tên này, bỏ nhà thôi anh ơi. Chúng ta quay trở lại với màn hình Yugi xem anh công pháo nhà màu 5 thế nào rồi. Yugi đã có 2 khẩu pháo. Yugi đang tụ quân tìm cách công vào nhà màu 5. Maxe lên cung A2 áo ở trong cánh và vẫn chưa bị chết một dân nào. Có lẽ timeline bây giờ rất to rồi. X-Men đã bị Maxe của Tuti đâm bung nhà. Vâng, như vậy là bên phía Liên Quân đã quyết. Tỷ số ở C3 tạm thời là 1-0 nghiêng về Hà Nội.